Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tập với cây kèo trumpet ở clip số 3. Thì clip số 3 hôm nay mình sẽ trao đổi cùng các bạn là chúng ta thổi một thế bấm 3 nốt. Nhưng mà trước khi tập cái đó thì những cái hai cái clip trước đây các bạn đã làm tốt cái điều trước đây chưa? Các bạn phải làm tốt cái đó thì bắt đầu mới làm tiếp được cái khác được. Nhưng mà nhớ là cái yêu cầu của cái người thổi kèn là chúng ta phải chịu khó luyện cái hơi, chúng ta phải tập thể dục, chúng ta phải lấy hơi, tập thể dục hàng ngày, và chúng ta phải xông phi lê, tức là chúng ta thổi cái rít dài cho nó nhiều vào để cho cái môi chúng ta nó mới cứng được, nó chắc được. Tại vì cái thổi vô cái này nó rất là mau mỏi môi, mà các bạn cứ đè vô đó, cứ ấn vào đó, thì nó rất là mau mỏi. Thành ra tập được bao nhiêu thì cứ tập từ từ, không 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 thôi, không được vội. Tại vì cái này nó đòi hỏi là các bạn phải có cái sự kiên trì, nhẫn nại, và nói chung là phải dùng cái từ khổ luyện thì các bạn mới làm được. Chứ còn các bạn mà vội quá không làm được nha các bạn nha. Cái đó là cái điều trước tiên để làm được cái kèn này nó tốt, thì chúng ta phải tuân thủ đúng những cái điều như thế thì các bạn mới làm được nha các bạn nha. Cố gắng lên thì tất cả là mình tin là các bạn sẽ làm được hết. Tại vì mình thấy cái không khí trong cái clip mà các bạn xem và comment vào đó, thì các bạn cứ cứ mạnh dạn, các bạn cứ mạnh dạn đặt vấn đề và hỏi về cái kèn, thì với khả năng của mình như thế nào thì mình sẽ trao đổi cùng các bạn nha các bạn nha. Hãy tự tin lên, không có gì phải phải sợ hết. Những cái người như như mình đã nói là, tức là những cái người thổi cái kèn, tức là những cái người phải là cực kỳ thông minh hả, mà đầy đủ bản lĩnh thì mới làm được nha các bạn nha. Cái điều đó là cái điều trước tiên nha. Để hôm nay chúng ta thổi 3 nốt hả. Hôm rồi chúng ta thổi đồ son ha, thì hôm nay rồi chúng ta thêm một nốt nữa, tức là nốt đố cho đồ son đố nha, cũng một thế nha. Này cái bài cũ tức là hai nốt đó, thì bây giờ thêm nốt đố nữa, mạnh dạn thổi lên. Si, si pha thăng si, si bemol pha chí, chi bemol luôn, si pha si. Tức là cái ngón tay mình đang bấm cho các bạn, để các bạn nhìn thấy cái ngón nha, chứ không phải là bấm kèn kiểu đó nha. Bấm kèn luôn luôn nó phải như thế này nha, nó phải luôn luôn như thế này. Chỗ này mình bấm để cho các bạn nhìn thấy thôi nha. Rồi bây giờ tới nốt là mi lá. Tức là la, la bemol, mi bemol, lá bemol nè. Rồi son, re, son. Pha thăng, đô thăng, phá thăng. Rồi,
thổi nó có một cái môi thôi, các bạn giống như các bạn đang hát vậy đó, các bạn cứ nghe rồi các bạn thổi là nó sẽ ra chứ không không có được ấn vào. Nha. Rồi bây giờ thổi liên tục ba cái nốt của từng cái thế một nha. Chậm lại. Thổi non legato tức là thổi nó rời cái nốt ra, và nếu mà các bạn tốt nữa thì các bạn chịu khó tập cho nó dính vào, tức là tập legato dính vào nha. Bây giờ thổi legato. Không có sửa gì hết, không có đè, không có đổi môi hết, các bạn cứ thổi nó một cái môi một, tự động cái môi dưới nó sẽ cuốn lên và nó kêu những cái nốt đó. Nói chứ không phải là mỗi một nốt mà các bạn định sửa một cái thế môi khác nhau là không có được nha. Phải tuân thủ cho nó đúng, tại vì cái kèn trumpet nó là một nhạc cụ rất là khó. Nói chung là kèn abushia là kèn búp nè, nó khó lắm. Thành ra các bạn mà không không tuân thủ đúng thì lúc đầu á là sau này các bạn sẽ thất bại ngay. Có nhiều người rất là mình nản với cái kèn này, lý do đó là vậy, tức là cái phương pháp tập nó không có đúng thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là nản nha các bạn nhé. Thôi cố gắng lên nha, giờ mình thổi lại một lần nữa cho các bạn nắm nha. Hết sức tỉnh táo, hết sức tỉnh táo thì sẽ tập được nha. Đều lại là đồ son đố xì. Si bemol fa si bemol. La mi la. La bemol, mi bemol, la bemol. Son, re, son. Fa thằng, đô thằng, phá thằng. Rồi bắt đầu từ dưới thổi lên lại.
là các bạn sẽ vượt qua được hết nếu các bạn đam mê nó. Rồi bây giờ chúng ta chú ý cái ắt tắt đầu, tức là cái mà để cho nó khởi động cho cái tiếng kêu đầu tiên. Các bạn làm sao mà đặt kèn vào thổi là nó kêu liền, chứ không phải đặt vô và lừa 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 không á. Hả? Bây giờ thổi nó son nhé, để vô. Đó, đồ. Nhé, đố. Đó, các bạn là tập như thế nào mà các bạn định hình được khi đặt cái búp kèn vào là các bạn phải thổi được ngay, chứ để chứ không phải là để vô rồi lăn lăn lộn 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 khoảng 5 3 giây 10 giây sau mới thổi được là không được. Nếu các bạn nhé, đó đó là những cái điểm 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 yếu của những người tập cái kèn trumpet, nó là như thế đó. Nếu mà các bạn tập ngay cái cơ bản ngay từ đầu các bạn không tập tốt là sau này nó sẽ xảy ra rất nhiều cái chuyện, rất nhiều chuyện nó làm cho mình khó khó rồi đâm ra nản rồi, rồi các bạn sẽ gồng nó rồi mặt các bạn đỏ rồi. Thổi kèn chúng ta phải cảm nhận là thổi kèn là chơi chơi kèn ha, chứ đừng có để kèn nó hành mình, hai cái nó khác nhau. Chơi kèn nha, thì chúng ta phải khổ luyện, thì tất cả 1 2 3 bài bài tập 1 2 3 các bạn cứ tuân thủ những cái bài này, các bạn tập thật tốt là các bạn sẽ làm được hết nha các bạn nhé. Rồi có ý kiến gì các bạn cứ mạnh dạn trao đổi nhé, thì với khả năng của mình biết được tới đâu thì mình sẽ trao đổi với các bạn nhé các bạn nhé. Cái clip số 3 hôm nay là đến đây chúng ta ngừng để chúng ta tập nhé, tập ổn rồi như thế nào các bạn cứ cứ thoải mái góp ý đi, rồi các bạn cứ thoải mái hỏi, rồi cái clip tiếp theo thì mình sẽ trả lời cho các bạn tất cả trên cái những câu hỏi của các bạn ở cái clip thứ tư nhé các bạn nhé. Nếu các bạn mà tập và các bạn thấy khó khăn mà các bạn không hỏi thì các bạn không hiểu, các bạn phải mạnh dạn các bạn hỏi nhé. Đó thì cái clip hôm nay chúng ta dừng tại đây. Nếu mà các bạn thích và những bạn của bạn nào thích về kèn trumpet thì các bạn có thể giới thiệu cho các bạn đó, chia sẻ những cái hoặc là đăng ký vào cái YouTube này để nhấn chuông vào đăng ký vào để có những cái thông tin về tập phương pháp tập cái kèn trumpet cho thật tốt cho các bạn nhé. Thì các bạn cũng nên 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 cố gắng nên cố gắng và nói tóm lại là các bạn phải khổ luyện thì các bạn mới làm được nha các bạn nhé. Clip hôm nay chúng ta đến đây dừng lại nhé. Chào các bạn nhé.